vị thái minh dùng cho người trào ngược dạ dày, viêm loét và đau dạ dày với biểu hiện ở hơi, ở chua, nóng rát vùng ngực, đau dạ dày. Khảo sát cho thấy 98% người dùng hài lòng với hiệu quả sản phẩm. Bệnh viện Thái Minh, sản phẩm dạ dày được tin dùng số 1 Việt Nam. Cứ ăn xong là lại đau bụng, chắc đại tràng của tôi lại tái phát rồi bà. Tôi đã mua cho ông đại tràng Tâm Bình, là hàng Việt Nam chất lượng cao. Ông dùng thử xem, bụng dạ của ông thế nào rồi? Ổn rồi bà, công nhận đại tràng Tâm Bình hay thật. Đau lưng, đau đầu gối, đau mỏi vai gáy, cứng khớp, tê bì chân tay, đau khi vận động, đã có viên khớp Tâm Bình. Viên khớp Tâm Bình hỗ trợ giảm viêm khớp, thoái hóa khớp, giảm đau nhức xương khớp, đau mỏi cơ bắp, đau lưng, mỏi gối, tê tay, thoái hóa xương khớp, mua ngay Tâm Bình. Hôm nay là ngày các chiến binh thép và phát trợ lò cao ra cảng. Các chiến binh có nhớ phẩm chất của mình không? Dạ. Thứ nhất, xuất thân từ quặng, sạch không tạp chất. Thứ hai, xuất thân từ quặng, chắc bền vô song. Thứ ba, đi khắp muôn nơi xây nhà bền chắc. Tốt lắm, hãy cùng nhau vươn ra biển lớn, khẳng định vị thế hàng đầu của thép Hòa Phát. Thép từ quặng sắt, nhà chắc đời đời. Thép Hòa Phát thị phần số 1 Việt Nam.